Video cắt máy cho anh Thành này. Có anh báo là gimbal lỗi ấy. Thì em kiểm tra bên em vẫn hoạt động bình thường này. Gimbal anh đây. Đến số này. Thì em mang bi test bên em để test cho anh nhé. Nghĩa chân về. Cam lên xuống này. Điện GPS 12 nhé. Em test chức năng bài nhỉ. Máy giữ vị trí ổn định này. Chức năng tiến lùi trái phải. Tháo một tay đấy. Hình ảnh chân về không tung lắc nữa. Cam lên xuống này. Máy anh ok nhé.